ngày hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để cảm ơn Chúa, cảm ơn quý thầy quý sư, cảm ơn hết mọi người đã chung tay góp sức cách này cách khác để có một cái giờ phút này. Chính vì vậy mà cha thay mặt cho hội đồng giáo xứ cũng như là ban lãnh giáo các giáo họ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cái tổ thờ, các ân nhân thân nhân trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Rồi trong những ngày qua thì chúng ta thấy các em thiếu nhi rồi các giới các họ cũng cố gắng để làm sao có cái ngày hôm nay nó vui và nhất là cái đêm nay. Và nói tóm lại thì chuẩn bị bước vào cái chương trình ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi đến tất cả cộng đoàn chúng ta một buổi tối đầy ý nghĩa và thưởng thức những cái tiết mục văn nghệ cây đàn lá vườn của giáo xứ, của giáo xứ Đan Nam, giáo xứ Điện Nghĩa, giáo xứ Cả Trường. Và tất cả những cái tâm tình đó vẫn còn với một lời cảm tạ tri ân. Cuối cùng mình xin gửi đến cả nhà chúng ta một buổi tối tốt lành. Trở đây buổi hoan ca cảm tạ hồng minh Thiên Chúa bắt đầu. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn đội kèn và sứ chúng ta. Và kính thưa cộng đoàn, và với lời phát biểu của cha xứ Du Xe cũng như lời tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ của buổi tối ngày hôm nay, xin phép được bắt đầu.
hương con sắc đỏ một điều, và nhiều người vẫn còn đòi hát dòng hát đau thương yêu đừng có tin và luôn trong Chúa trên quê hương của giáo họ An Tôn. Tiếp theo chương trình, xin mọi người tiếp tục cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục Húp Mộc Quê Hương do các em thiếu nhi giáo xứ Đông Sơn thực hiện. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Thank you.
dễ thương quá, đáng yêu quá cơ. Tiết mục vừa giờ thấy thế nào cộng đoàn, có hay không? Một tràng vỗ tay. Trong kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, như lúc ban đầu con đã giới thiệu ngày hôm nay, giáo xứ Đông Sơn chúng con vui mừng được chào đón những phái đoàn đến từ các giáo xứ Kẻ Nừa, Đa Nam và Liên Hải. Và ngay sau đây, xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ đến từ giáo xứ Liên Hải qua ca khúc Đường Con Theo Chúa do các bạn giáo lý viên thực hiện. Xin một tràng vỗ tay chào đón tiết mục. Một niềm